Rồi, hello anh em ha. Thì hôm nay á, có một người anh coi clip mình lâu lắm rồi. Và người anh này có một cái con xe cực đẹp. Nói chung là mới lắm anh em, mới rô đai xong. Thì người anh này á, là muốn chỉ bán cho mình thôi. Nói chung là trong thâm tâm anh nói là chỉ muốn bán cho mình để cho mình, để lại cho những anh em sau mà người ta chơi. Người ta có xe tốt, tại con xe này thực sự tốt. Đó, thì nó rất là ok. Chút nữa mình sẽ quay cho anh em. Thì con xe đó là CBR150R ABS, mới rô đai xong. Thì sau khi anh để xe lại cho anh em thì có lời nào anh nói luôn đi, tại vì lâu lâu mới có khách hàng nhiệt tình giống ảnh. Một số khách hàng người ta vẫn nhiệt tình nhưng mà ít khi lên clip với anh em, cho nên giờ anh ảnh nhiệt tình quá à. Anh em lên clip trò chuyện, nói chuyện với anh em chơi xe vui luôn. Cái này là mình mới ngủ dậy luôn á, mình mới ngủ dậy, mình làm việc mới ngủ dậy, mặc đồ này mình tiếp ảnh luôn. Nhưng mà ok, anh em vui vẻ là được, cái đó quan trọng hình thức đúng không anh? Đúng rồi. Dép tổ ong rồi anh em. Rồi ok, anh có về là chia sẻ để cho anh em sau chơi đi. Chia sẻ anh em thì nói chung thì đến đây cũng quý mến em của Minh nè. Thì để xe lại cho anh em thích thì anh em đến cửa hàng của Minh. Xe CBR150 á thì bán cho bán cho mình và anh có không biết ý, ý là anh không có đi nữa, anh không có đi nữa, anh không có đi, anh mua về anh chỉ để chân để ngắm thôi. Bây giờ để ngắm thôi, bây giờ anh muốn để lại cho để anh cho chơi, để cho anh em sau chơi đó. Thì nói chung anh lần đầu lên clip muốn có clip kỷ niệm anh em mình đó, dù anh em bán xe mua xe nó vẫn là một cái kỷ niệm nhỏ. Rồi bây giờ mình ra mình quay cho anh em ngắm chiếc xe của mình ha, cho anh em biết là xe thật việc thật chứ. Okay. Rồi em quay cái xe đi, hai anh em mình sẽ ra chiếc xe. Rồi ra anh. Nói chung là anh chia sẻ thật lắm đó, xe đồ chơi sao là để lại cho anh em hết, đồ zin đầy đủ, xe cực kỳ mới luôn, nói chung là mới tinh luôn anh em, mới rô đai xong, còn cái bình nhớt mới luôn đúng không anh? Đúng rồi, còn bình nhớt mới luôn á. Chìa khóa đâu cho em mượn em mà. Em quay thẳng vô cái đồng hồ nè. Đó, 1316. 1316 mới tinh, là cái này là chưa rửa á, rửa ra nó còn mới nữa, đúng rồi. Đâu có chạy đâu. Đúng rồi, nó móc á. Xe rất là ok luôn, bản ABS thì anh em đi rất là an toàn ha. Rồi ở đây là cảm ơn anh luôn, anh sẵn anh em mình có một cái clip kỷ niệm. Rồi bây giờ anh em mình sẽ hẹn ngày ký giấy tờ rồi. Đó, còn chừng nào rảnh thì anh em mình có dịp thì ghé anh em mình giao lưu ra giao lưu tửu lượng. Giao lưu tửu lượng bữa đồ anh là đồ anh đồ bất tử à. Rồi ok, cảm ơn anh em nhiều ha. Thì thực sự luôn mình nói mình làm ăn kiểu như là anh em ta biết đến mình là một người vui vẻ, thì những anh em mà người ta tới bán xe cho mình đó, người ta cũng rất là mến, người ta rất là vui, và người ta cũng phải gọi là một từ là người ta biết chia sẻ đam mê hợp lý cho anh em chơi sao, chứ không phải là chiếc xe có cái gì hay là cái gì đó rồi mình mới bán cho người ta để mình ấy. Đâu có đâu, cái này xe mới thiệt sự luôn. Đây là những trường hợp thật rất là nhiều anh em như vậy, nhưng mà anh này ảnh nhiệt tình thì anh em mình lên clip cho vui thôi, chứ không phải là ai cũng người ta cũng ngại, nhiều người ta ngại, nhưng mà anh này nhiệt tình nếu anh em muốn chia sẻ thiệt, người thật vì thật, nên mình cho lên clip anh em mình vui để có cái kỷ niệm mà một thời mình cũng đã từng chơi, sau này mình có điều kiện biết đâu được bán con này sau này anh lên được 1,000 sao? Đúng rồi. Đúng không? Đời ai đâu biết trước được chứ ngờ. Đúng rồi, tự nhiên chiều nay 4:30 sổ số cả trời ơi, dứt luôn con Audi khỏi chơi mô tô nữa luôn. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi bye bye anh nha. Rồi ok chưa anh em? Đó thì hôm nay thì anh em thông cảm, anh em có thể thấy là ngoài đường mưa rất là nhiều. Đó, quay ngoài đường mưa rất là nhiều. Thì mình thì cái bản thân mình sợ dơ chiếc xe đi, thì mình quay ở trong nhà để cho chiếc xe nó sạch. Rồi sẵn mình đem đến mẫu xe cho anh em, cho anh em biết là mình vẫn còn thu mua xe và bán xe nha anh em nha. Lâu quá không lên clip thì ở đây hôm nay là mình cái người anh đó đem tới xe bán cho mình. Thì bản thân mình sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm mà anh em mua xe. Thì con xe rất là keng, odo 1,300, rô đai xong là đem cất. Rô đai xong là đem cất, anh em nhớ nha, xe dán keo nguyên con luôn, lột keo ra không khác gì đập thùng theo là thùng luôn anh em à. Thì cái kinh nghiệm khi mà mình mua xe cũ thì sẽ như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ nói luôn, sẵn review con xe này mình sẽ nói luôn là cái trước á, là cái người bán xe cho mình là ai. Cái người bán xe cho mình là một cái người đàng hoàng. Cái người bán xe cho mình là một người lịch sự, cái người bán xe cho mình là một người thật thà. Thì ok, đó là đã tin được 50% rồi đó anh em. Chứ cái người bán xe cho mình là một người
idol. À không, lộn lộn. Chứ cái người bán xe cho mình là một người hay bốc đầu xe, hay đua xe, hay lạng lách đánh võng, hay cái gì đó làm tổn hại đến con xe chẳng hạn. Hay người bán xe cho mình là một người ăn cướp hay cái gì đó xấu, thì mình cảm thấy là mình không tin tưởng mình mua được chiếc xe. Thì như cái anh này là một người bán xe cho mình, là một người phải nói là rất là thiệt thà luôn. Có nghĩa là ảnh nói y chang luôn, cái xe sao ảnh nói y chang vậy á, ảnh nói anh là vậy á, vậy á. Rồi anh kêu là anh thích anh lên clip để anh lại giữ lại kỷ niệm, để muốn giao lưu với mình đó. Thì đây là cái con xe của ảnh, như anh em có thấy rất là đẹp đó. Cái bô anh lên sao anh cũng nói thiệt thà luôn, rồi anh mua giá mới là nhiêu, là anh chia sẻ là anh mua giá mới là như vậy 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 đó, rồi nó phát sinh như vậy 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 đó, nhưng mình sẽ không nói trên đây đó. Thì rất là mắc, nhưng mà anh chia sẻ là giá mình rất là rẻ thôi. Bây giờ mình bán cho anh em thì giá cũng mềm lắm, xem như mới mà giá mềm lắm. Anh em có thể truy cập bay để cập nhật giá của con xe này ha. Thì bán cho anh em giá mềm, mà xe biển số Sài Gòn, xe biển số đẹp lắm anh em nè. Nè, quay biển số cho anh em xem. Để lên 59L298959. Thì ở đây cái việc mà quay biển số hay là không quay biển số là sẽ là tùy theo cái khách người ta yêu cầu. Có những người ta bán xe người ta muốn lên người ta giao lưu với mình, và có những anh em người ta bán xe người ta muốn giữ kín cái thông tin cá nhân, thì cái điều đó mình sẽ luôn giữ kín cho anh em. Có nhiều anh em là trốn người yêu, trốn vợ, trốn gia đình để mua xe mô tô chơi, thì bảo mật thông tin, những trường hợp rất là nhiều bảo mật thông tin thì mình sẽ luôn che anh em lại hoặc là gì đó nha. Chứ anh em đừng nghĩ là ai mình cũng quay hết nha anh em nha. Đó thì chủ xe rất nhiệt tình là mình quay hết cho anh em xem. Còn có những chủ xe người ta bán xe người ta yêu cầu là anh muốn bảo mật thông tin đó này nọ đó, thì mình sẽ bảo mật tốt nhất có thể cho cái người mà đã đi đến tin tưởng Minh Baker này. Anh em hiểu chưa anh em? Đó là cái điều mình nói anh em. Rồi bây giờ mình tập trung vô cái vấn đề con xe này, cho anh em nghe tiếng bô. Cái cây bô cổ đẹp lắm anh em. Cái cổ bô rất là đẹp. Cái cổ bô mình quay cho anh em rồi, quay clip rồi, rất là đẹp. Đó, lốc máy rất là mới, em có quay có thể thấy nè, rất là mới luôn, những siêu chấm đồ nè, hãng nó vẽ còn nè, nó cháy bút chấm vẫn còn thấy anh em. Dàn áo như là chưa lột keo, đây có dấu keo nè, mình định tịnh lột luôn mà thôi, để anh em về nhà lột cho nó mới. Đây lột keo ra là như xe đập thùng luôn nha anh em nha. Rồi thì cái con này là con CBR 150, con này rất tiết kiệm xăng và máy rất là bền, tiết kiệm xăng bền và dễ bảo trì bảo dưỡng. Bảo trì bảo dưỡng của nó như một con winner ít chị thôi, chứ không có gì mà khó khăn hết anh em. Rồi bây giờ cái điều quan trọng nhất là cho anh em coi đồng hồ, và đây cái đồng hồ của nó, và nghe tiếng bô. Con này ABS thì trên đây nó có áo ABS trước sau đi rất là an toàn. Rồi cho anh em nghe tiếng bô nè. Tiếng bô rất là ấm anh em à, tiếng bô ấm lắm à. Tiếng bô rất là ấm và rất là lịch sự, nó không có chua chát hay là nó khó chịu gì đâu à. Và phải nói sao ta, khi anh em mua xe cũ thì em nhìn trước cái đầu tiên á, là mình phải nhìn cái gọi là cái bề ngoài. Cái hồi nãy mình nói là cái người chủ rồi, người chủ xe rồi, thì bây giờ mình nhìn cái bề ngoài xe, bề ngoài nó đẹp ok, nó mới ok, đúng chất. Rồi xong rồi mình mới nhìn vỏ, ok xe này mới thì cái vỏ nó sẽ như vậy, nó sẽ là đủ gai luôn đó, đầy đủ gai, gai chỉ còn dĩa. Rồi mình coi tới dĩa thì cái dĩa nó sẽ không có quyết định được cái gì nhiều, cái dĩa nó mỏng quá thì mình có thể người ta có thể thay dĩa, nhưng mà theo xe mới thì cái dĩa này cũng mới. Có những người ta đi 4-5 ngàn thôi nhưng mà người ta rà thắng nhiều quá anh em, thì cái dĩa nó cũng không có đẹp. Còn cái xe này thì mới rô đai xong rồi đương nhiên nó phải đẹp, nó phải trắng tươi đó. Rồi anh sẽ coi tới phuộc, phuộc rồi coi tới bánh sau, rồi mình coi mấy cái ốc ác còn nè, thử có thiếu ốc gì không đó, rồi coi tổng thể xong rồi mình mới kiểm tra máy. Mình đi sâu vào máy, mà đi sâu về máy thì anh em phải chơi, ví dụ CBR thì anh em phải chơi dòng cái con CBR này, anh em biết con CBR này thì anh em mới mua được con CBR. Và mình có nhận coi xe giùm cho anh em, nhưng với điều kiện là những chiếc xe mình đã chơi rồi, mình đã rành rồi thì mình mới coi. Ví dụ anh Minh ơi, hôm nay anh muốn gửi cho anh Minh cà phê, anh Minh có thể đi xem giùm em con xe này được không? Rồi đâu hỏi em xe gì ở đâu, coi xe nào như thế nào. Thì con xe đó ok, mình thấy mình rành con xe đó thì có thể mình biết những cái bệnh, những cái lỗi vặt của con xe đó, thì mình có thể đi tự tin đi coi cho anh em được. Còn không,
những con xe mà nó lạ quá thì mình sẽ nhờ một cái anh em khác rành về con xe đó, chứ không phải là cứ anh em tìm tới thợ là thợ người ta biết rồi. Có nhiều con xe mới về thợ làm gì biết là cái lỗi này con này nó hay bị lỗi này, con kia nó hay bị lỗi kia, là không bao giờ biết. Cho nên anh em tới nhờ mình đi coi xe cho giùm, mình vẫn chấp nhận, nhưng mà với điều kiện là con xe đó mình rành đó. Còn như những mấy con này thì rất là dễ đối với mình, nó quá dễ đi. 150 này thì quá dễ, thì coi rất là đơn giản, rồi mình sẽ coi cục máy. Rồi đó, rồi cái cuối cùng mà mình coi đó là chính là odo. Nhiều anh em đang sai lầm á là xe hỏi odo đi nhiêu rồi, là sai lầm nha. Mình phải coi tổng thể như nãy giờ mình nói rồi đó. Đầu tiên là chủ xe, rồi tới dàn áo xe, rồi tới từng con ốc xe, rồi tới này nọ kia khác, rồi đó, rồi chi tiết máy móc kỹ thuật là về tay lái, rồi bình xăng này nọ đó, mấy cái đó. Thì nhiều anh em sai lầm là cứ vô hỏi xe odo nhiêu đó. Nhưng mà mình coi là mình coi cái cuối cùng cái odo, coi thử cái chất xe nó đúng với cái odo này không. Nếu như nó đúng ok thì xe tốt, ok đi. Rồi còn nhiều cái kỹ thuật đó là cảm giác lái khi trên con xe đó nữa, nói chung là nhiều cái coi lắm. Còn anh em mới chơi anh em không có thể coi được đâu, nó khẳng định anh em mới chơi phải được, anh em phải là trải qua con xe đó, chạy thử con xe đó và chạy thử những xe mới. Tại vì mình là được lợi thế là mình là một YouTube và gọi là được nhiều anh em biết đến, thì mỗi khi hãng về con xe nào mới, hãng đều mời mình qua test và mình biết cái xe này can nó chạy như thế nào và cái lỗi, đặc biệt những người kỹ thuật xe mình hay tìm hiểu xe thì mình biết cái xe đó lỗi nào chỗ đó, thì những cái hiểu biết nhỏ nhỏ của mình sẽ đóng góp vô nó để đi coi xe giùm anh em. Mặc dù nó không có tài giỏi gì, mình không có tài giỏi gì, nhưng mà cũng góp phần đem lại cho anh em mỗi con xe đẹp. À, thì nói tiếp theo về cái con xe này thì ABS chiếc sau an toàn rồi ha. Thì cái nó là nó Sport City. Sport City là sẽ cho anh em đi lại trong phố rất là thoải mái, cái ghi đông thì nó cao lên. Những anh em nào mà xem xe mình rồi biết thì sẽ phân biệt được xe Sport thùng hay là Sport City ha. Đó. Thì con này chạy rất là thoải mái, anh em đi trong phố, đi làm, đi chơi, trưng bày, đi dạo đều đẹp, đều thoải mái. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ với anh em. Còn cái con này hư, nó khó hư lắm. Cái máy, cục máy Honda thì đi nó bền lắm. Rồi, đó là những gì mà mình đem lại cho anh em. Con xe này quá tuyệt vời. Và mình trong cái clip này á, mình gửi một lời cảm ơn đến những anh em mà đã bán xe cho mình. Những anh em đó rất là chân thành, và những anh em đó phải nói là người ta rất là thiệt thà, chân thành, người ta rất là nhiệt tình. Đa số những anh em tới bán xe cho mình á, thì mình gửi lời cảm ơn đến những anh em và cảm ơn những anh em đã tin tưởng mua xe ủng hộ mình trong thời gian qua. Mặc dù đương nhiên là không có ai có thể tốt hết tất cả anh em, mà không ai có thể tốt hết tất cả, nhưng đôi khi có những xe mình bán ra nó cũng có một chút lỗi nhỏ, nhưng mà đó không có gì đáng kể đối với những gì mà mình cố gắng đang làm cho anh em chơi xe. Thì xe mà cũ mà anh em, xe mới mà nó còn có lỗi thì xe cũ thì lâu lâu nó sẽ có những cái lỗi nhỏ, mong anh em thông cảm bỏ qua. Tại vì nhiều khi mình cũng nhiều xe, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức bản thân mình có thể để kiểm tra con xe tốt nhất có thể cho anh em. Như con xe trước mặt mình đây thì quá là ok rồi, không thể nói thêm được cái lời nữa đó. Rồi em quay cái đầu xe cho anh em coi. Còn cái con này, cái mà cái chung của nó là cái dàn sơn, cái cổ kính này nè, cái dàn sơn của mấy cái kính chiếu hậu này rất là dởm. Mà kính chiếu hậu này anh em mua rất là dễ, nó không khó đâu nha anh em nha. Dàn sơn con này anh em mà đã chơi con này rồi, xem clip mình nó có đúng không. Tại cái dàn sơn của nó mà anh em để trong nhà hay để đâu lâu lâu nó bị bung, nó bị bong ra. Cái sơn này thôi, chỉ là cái sơn này thôi, còn sơn này cũng ok nha. Chỉ là cái sơn của hai kính chiếu hậu nè à, hoặc là rửa nước xà bông hay là nước gì đó thì nó cũng bị bung ra. Hai sơn này rất là dở nhưng mà đơn giản thôi, fix rất là dễ luôn đó. Chỉ có vậy thôi, con này chỉ có vậy thôi. Thì cục mấy con này thì đi rất là êm mà. Anh nhiều anh em trải nghiệm rất là êm. Còn về cái này anh em hỏi tại sao mà nó có cái này, thì cái này là xe nhập khẩu thì nó ưa có cái miếng này nè. Anh em có thể tháo ra cất, hoặc là anh em để vậy luôn cũng được. Anh em làm cái bảng titan, anh em để cái tên mình lên đây cũng rất là dễ thương. Nói chung không đáng kể, cái này có thể tháo ra được, không có gì khó đâu anh em mà. Con xe này anh em mà mua về anh em mà phải gọi là lột keo ra cho nó thiệt. Nó mới mà cái cảm giác mà nó xe mà mình mua chiếc xe cũ mà cái cảm giác mà mình nó mới nhìn nó đã lắm, nhìn nó là gọi gì chứ, mà lem đó. Rồi cái yên anh em thấy không, cái yên này nó rất là mới luôn, keng luôn. Tại vì cái anh này anh cũng chia sẻ là sao ta, ảnh mua về chủ yếu mua về để gì cho vui thôi, đam mê mua về để gì cho vui thôi.
chứ rô đai xong là anh cất rô đai đúng 1.300 cây. Bữa là 1.200 thôi anh em, chạy lên chạy xuống mình ký giấy tờ nó mới lên 1.300, chứ thực chất là 1.200 thôi đó. Cái vỏ là anh em, cái vỏ anh em có thể mà lem luôn. Và đương nhiên khi mà anh em yêu quý một chiếc xe của mình thì xe cũ hay xe mới gì á, anh em cũng phải cần là dưỡng vỏ. Tại vì khi mà anh em dưỡng vỏ thì nó sẽ đi giảm bớt cái độ nứt nẻ trên vỏ, nó sẽ làm cho cái vỏ mình nó có tuổi thọ lâu dài hơn. Thay vì một cái vỏ anh em mà để im á, thì cái để im á, anh em đi nắng non mà anh em không có dưỡng á, thì nó sẽ tuổi thọ của nó là không, nó anh em để không đi á, thì nó tuổi thọ nó cũng bị chai, nó cũng bị hư cao su đó. Còn khi anh em dưỡng lên, giống như mình là lúc nào xe của mình cũng dưỡng, tại xe của mình chơi như thế nào thì mình làm xe bán cho anh em như thế đó. Đó, thì lúc nào cũng phải dưỡng để cho cái vỏ nó luôn tốt nhất có thể, và khi nào anh em đi thì nó sẽ bền hơn, nó sẽ bền hơn cho mình. Và ở đây thì mình có bao quay đầu hoặc là có hỗ trợ anh em lên phân khối lớn. Nên xe mình phải kỹ. Và khi mà anh em mua xe bên mình á, mà anh em mà muốn rửa xe bên mình là nguyên một chiếc xe thôi, mình rửa là mình chỉ lấy tiền dung dịch chỉ có 50k cho anh em thôi. 50k cho những anh em mà đã từng mua xe bên mình, hoặc là anh em muốn chơi bên mình qua giao lưu cũng được. Anh em tham quan xe rồi được rửa xe miễn phí. Anh em thấy không? Cái bánh nó quay nè, quay rất là đã luôn á. Nó êm mà nó sao ấy. Cộng sơn này đâu cameraman? Bi hồi nãy em rửa cộng sơn, em có tự tin là cộng sơn này sạch không? Sạch này anh em. Đó, thấy không? Không có dính cái gì hết. Anh em thì cái cộng sơn này nè, chủ xe á là để lâu không đi thì nó sẽ dính cục quá, cho nên những anh em nào á mà có ý định mà để trong nhà mà không có chạy thì anh em làm chịu khó anh em rửa cộng sơn thiệt sạch rồi anh em dưỡng nhẹ một xíu dưỡng sơn thôi là ok, đừng có xịt quá nhiều thì sau này á mình lấy ra mình đi á nó sẽ ok hơn là anh em á về anh em bỏ cộng sơn đó. Anh em chỉ rửa chiếc xe sơ sơ rồi rồi em đem bỏ cái cộng sơn đó, anh em không có để đến nó thì lúc mà sau này mình rửa lại rất là cực. Giống như mình nè, mình rửa lại cho ảnh, mình rửa rất là cực, phải lấy rất là nhiều dung dịch và ngâm rất là lâu kỳ nó mới ra, có thể là 4 đến 5 tiếng luôn á anh em à, nó mới ra, chứ nó không có dễ ra đâu anh em. Rồi đó là những gì mình chia sẻ đến anh em chơi xe. Rồi cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra để xem cái clip này, và cảm ơn anh em, và anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình Biker để có thêm nhiều follow về cái kênh của mình hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.